Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ hai. Hôm qua là mình chạy không được bao nhiêu, là không hiểu lý do là sao luôn. Hôm nay mình vẫn mơ dậy sớm, mơ áp sớm nữa các bạn. Đây, bây giờ 5 giờ 21 phút sáng. Ok, mình mở app lên. Thử hôm nay thu nhập được bao nhiêu. Ngày hôm qua buổi trưa nó hơi chán quá, nên là mình tắt hết mấy cái dịch vụ để mình điều hướng không về, có nghĩa là không cho nổ luôn á. Nếu nổ không cho nổ luôn á, tại vì cũng gần nhà mình quá, chán quá. Ok, giờ thì đợi chờ là hạnh phúc thôi. Và thế là sau vài phút chờ đợi thì mình cũng có một cuốc đầu tiên nha các bạn. Đó, có thế chứ. Ok, mình bấm cho khách là mình sẽ nhận cuốc xe này các bạn. Nói khách là chờ mình một xíu. Đó, chờ mình một xíu, cảm ơn. Ok, mình bật chuyển qua chế độ dữ liệu nha các bạn. Để mình đang bật wifi. Ok, bây giờ là tới đón khách nha các bạn. Ở Âu Dương Lân cũng gần đây. Ở đây thì mình cũng đón khách lúc sáng sớm cũng mấy lần rồi nha các bạn. Không biết là người quen có đã từng chơi chưa đây. Nói xem. Đó, mình gọi bữa nào mình gọi khách nha các bạn. Anh đúng vậy. Rồi, lúc buộc thì mình cũng đưa khách tới điểm đến rồi các bạn. À, khách đi về nhà vào nhà xe Thịnh Phát. Mà hồi nãy mình không có coi điểm điểm đến của khách đó. Tại vì mình đông đi, khách chờ lâu, khách hủy á. Rồi mình nói khách là khách đi làm á, dễ nói là đâu có đâu, chị về quê mà. Đưa đầu rồi. Dạ, 38 ngàn các bạn, khách đưa 50 được 32 ngàn luôn. Ok, thấy cái mùi thơm thơm rồi. À, mình hoàn thành cuộc. Rồi, 5 sao, rất chị đẹp. Rồi, tiếp tục, đợi chờ là hạnh phúc. Có mùi thơm thơm rồi. Rồi, mình sẽ quay cho các bạn xem sơ một vòng quang cảnh buổi sáng sớm nha. Lách, hiểu là lách nhớ người ta. Ấy, ca luôn. À. À, có cuộc xe đầu tiên là chưa thấy có năng lượng tích cực tràn đầy rồi đó. Không biết, nhưng mà không biết ngày này thu nhập được nhiêu. À, sáng sớm nè. Đây, các cửa hàng đồ này nọ thì cũng còn chưa mở cửa nha các bạn.
Thường thì khoảng người về học 7:30 8 giờ. Nên ở Sài Gòn này người ta mới mở cửa nhiều. Và đây, sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi thì mình cũng có một chiếc xe. Đó. Báo cho khách cái này. Chờ một xíu nha. Ok. Cái chỗ này hình như là cái chỗ hồi nãy mình trả cái chị kia nha các bạn. Điểm đến của chị hồi nãy á. Đó, nhà xe Thịnh Phát này. Đi trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Công nghiệp Nguyên Bảo, Gò Vấp. Ok. Let's go. Okay, bây giờ đón khách nha các bạn. Rồi, rốt cuộc mình đã chở khách tới nơi điểm đến nha các bạn. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ kiếm cái gì đó và mình ăn sáng nè. Rồi tiếp tục chiến đấu. Đó, thử quanh khu đây, quanh trường có gì ăn không? Thì cái này thì mình vẫn chưa hoàn thành cuối các bạn, cứ để đó. Khi nào mình ăn sáng xong thì mình hoàn thành sâu cũng được. Chứ bây giờ hoàn thành rồi mới vậy thì nó lỡ mà nó nổ cuốc nữa thì lỡ cỡ. Mà tắt áp thì cũng như nhau, thôi để vậy đi. Đó. Giống như ăn sáng rồi nè. Rồi, sau khi đã ăn xong thì mình mở áp lại mà mình bấm trả khách đi các bạn. Ok. Chiếc xe này bình thường. Này ăn tô phở bò 30 ngàn mà chẳng có miếng nước nào uống luôn. Thua luôn. Phở thì cũng bình thường, cũng không có gì ngon mấy. Chịu thôi, lần đầu, không có lần thứ hai. Ok, rồi tiếp tục đợi chờ là anh Phúc thôi. Và sau vài phút bây giờ đợi thì mình cũng có một chiếc xe các bạn. Này thử khách đi về đâu? Về Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Quá thì 6 quận 3. Ok. Bánh thì khách là mình đi làm chiếc xe này nha. Bánh bản đồ là điều hướng tới nè. Ok, mình tới mình đón khách đây. Bản đồ bị lao rồi bị lỗi rồi các bạn. Chuyển ngầu ngáo gì đâu á. Mệt. Hôm nãy mình nó chỉ vô đường này là còn tới, bây giờ nó chỉ là được ra rồi đó. Này nó bực của mình. Xài bản đồ rap thì nhiều cái tiện là thấy cái này. Thấy địa chỉ nè. Bây giờ thấy được hướng luôn. Xài Google Maps thì không thấy, nhưng mà Google Maps mình thấy là ổn định hơn nha các bạn. Một chút chuyển qua Google Maps luôn. Đó. Rồi, mình cũng cần đến những điểm cần đến rồi nha các bạn. Ok, cái cuốc xe này là theo quý cho nên không có thu tiền mặt của khách nha các bạn. Đó. Ok. Từ sáng giờ làm rơm được nhiêu rồi. 85 ngàn. 7:30. Nói là cũng tạm được. Ok. Vậy là cũng kết thúc một ngày làm việc của mình nha các bạn. Đây các bạn.
Đây là mình về lúc mà từ 5:40 á, vừa có mặt ở nhà lúc 5:40. Và đây mình sẽ cho các bạn coi thu nhập hôm nay mình sẽ được bao nhiêu nè. Đó, 15 cuốc xe được 367.999 đồng. Dữ chưa? Vì đó thì ngày này có hủy hai cuốc. Hủy hai cuốc là cuốc đầu là sao? Cái này ấy, cái cuốc này là mình hủy lúc 3:35. Các bạn không biết sao mình hủy không? Có nghĩa là bên này là chỗ bán gà nướng mà họ đặt là siêu tốc thực phẩm rồi, nói chung là tạm ứng là 170.000, nhưng mà mình tới thì họ lại nói là khách mới gọi cho họ đặt thêm một phần nữa là 170 nữa là 340 đó. Rồi mình có nói với bên chỗ bán là bây giờ nếu như trường hợp mà qua bên đó mà nó giống đặt từ cái chỗ quận 6 nha các bạn, không biết sao mà ăn gà nướng xa vậy luôn á, từ quận 6 mà tới nội khu Nam Thông A 2A, tức là bên quận 7 các bạn, từ quận 6 qua quận 7 nó vậy chứ, nó số 6 số 7 gần nhau nhưng mà nó không gần đâu nha các bạn, xa lắm đó. Trong này ghi 14 cây chấm 68 nhưng mà nếu thực tế map chắc phải trăm trăm 15 cây, 15 16 cây vậy đó. Đó mà mình nói với bên chỗ bán ấy, thì bán gà nướng ấy, là bây giờ lỡ như qua bên đó vì một lý do gì đó mà gọi khách không nghe máy, người ta không nhận ấy, thì có được quyền trả lại không? Thì bên chỗ bán gà nướng họ biết nói luôn các bạn, không nha anh ơi, không không trả lại được. Rồi mình mới nói là nếu vậy thì thôi không có nhận cuốc xe này. Đấy, mình ở bên đó nói mình là mình vậy thì anh hủy đi, mình mới nói lại ủa cái gì kỳ vậy, hồi giờ chưa có thấy chỗ nào bán cửa hàng bán mà những đơn hàng tạm ứng mà chưa có chỗ nào nói là không cho trả lại hàng, trả lại đồ các bạn, mà bên này nói là không được trả lại đồ, trả lại đồ thôi thì hủy đi, mắc gì mình kêu mình hủy. Chứ bây giờ từ đấy mà giao bên từ bên đó qua quận quận mấy á là tiền ship phải 90.000, mà lỡ khách không nhận ấy, là bây giờ sao mà đang có hai con gà. Trong khi đó bây giờ chạy kiếm đồng tiền đâu có dễ các bạn. Rồi mà nếu mà quay ngược lại về trái thì mình mà tính ra hai chiều mà chừng sau nó nói lại là có thể tiền gà là trả lại được nhưng mà tiền ship nó không chịu. Mà nghĩ đi, bây giờ tiền ship nếu mà mình đi quay ngược gì đó nữa là tính ra 180.000, coi như mình mất 180.000 thôi, hơi đâu cái nào mà cảm thấy không chắc ăn này kia thì cảm thấy gì đấy thì mình không nhận đó. Rồi bắt đầu quán hủy không được sao đó, nhưng mà chắc hủy gì quá hay gì không biết, mà bắt buộc mình phải phải tự hủy. Rồi bắt đầu hủy cái đơn này là, từ khi hủy cái đơn này là bắt đầu hình như là ráp họ giam cút mình là sao đó, từ 3:35 hủy lúc 3:35 đúng không, mà tới 4:45 mình mới có vụ xe tiếp theo được 26.000 đó. Chữ vậy rồi cái cuốc xe 5:20 này, 5:18 này hủy là do khách hủy nha các bạn. Mình đang đi trên đường thì khách hủy, hủy thì thôi làm sao được. Rồi đó mình điều hướng về nhà luôn đó, thu nhập nè.
Các bạn nghĩ đây chạy từ lúc 5:30, 5:20 sáng, mở app lúc 5:20 đó. Mà guốc xe này. Rồi nói cực đá với mình ghét ai thích chạy trung tâm Sài Gòn với mình không thích ngay á. Tao guốc xe không có nhiêu tiền đó. Tại nói trên này là dân Sài Gòn người ta sành sỏi hết nha các bạn. Với lại dịch vụ nhiều nữa, họ so giá. Mình nghĩ là vậy, họ sẽ so giá những cái nào mà nếu mà họ đặt nhiều tiền họ sẽ chọn dịch vụ nào mà rẻ nhất. Còn ráp đặt ráp đây chẳng qua cực chẳng đã, nó trên là thống nhiều tiền, những cuốc ngắn thì họ đâu có quan tâm, họ đâu có tính toán đó. Chứ mình hồi trước mình ở Biên Hòa thì nói chung mà chạy mình thấy có cuốc xe là nhiều hơn là ở Sài Gòn đó, phát cuốc như là chạy từ lúc 5:20 sáng tới giờ 367.000. Bữa đây không khách không tiếp gì mấy nha các bạn, có được có mười mấy ngàn à, cho 380 đi, 380 mà trừ xăng xe hết 450 ở đây là còn 300, hơn 300 mà trời. Mà 5:30 mình chạy từ lúc 5:30 5:20 sáng cho 5:30 đi, tới 5:30 chiều mới có mặt ở nhà. À, tính ra là 12 tiếng rồi. Buổi trưa hôm nay thì mình về nhà thì mình có nghỉ hơi lâu một xíu, một lần thì nghỉ tầm 1 tiếng à. Nhưng mà hôm nay 1 tiếng mấy, còn 2 tiếng á. Thì cứ cho là vậy nhưng mà cũng đâu đến nỗi nào mà thu nhập cái cửa này các bạn. Đó. Mình chạy giờ chiều tranh thủ, tại vì chiều mình về mình còn giữ con nữa. Đó mà thu nhập nè. Mình không hiểu được sao á. Sao mà cái app của mình thôi, biết làm sao được. Thôi chỉ biết cố gắng mỗi ngày thôi. Cứ tiếp tục mãi mãi thôi. Mong là đó, và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn nha. Mấy ngày nay làm việc rồi mình thấy là hơi chán chút. Ok. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Rồi các bạn nếu yêu quý mình muốn mình chia sẻ ra thêm nhiều video nữa thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like nhé, để mình có thêm động lực để tiếp tục ra video cho các bạn xem nha. Ok, cảm ơn các bạn.